Cô gái Yên xin chào toàn thể anh em đam mê chim cô gái nhé. Em đang có cái hàng chim cô ta non này. Đấy, và cái hàng chim vú nuôi, chim thịt, chim giống. Anh em nào cần cái hàng gì thì alo em. Cô ta chim về bón và chim biết mổ. Hàng vú giống, chim Nhật Pháp. Đây. Đây là chim Nhật Pháp giống nha. Chim thịt. Hàng này hàng đang bón anh em nhé. Đây đây cụ ta non này. Cụ ta bón. Đấy. Cụ ta chim bố mẹ đang nuôi này. Chim ta cụ ta bón em rất nhiều, luôn luôn có hàng phục vụ anh em đam mê. Anh em nào yêu quý alo em, số điện thoại là 0397787732, địa chỉ xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Người em tên là Sơn nhé. Đây cụ ta này. Bác đây đây cụ ta. Chim bón đấy. Đây. Đây cụ ta. Vì hiện tại bây giờ em đang dùng cả vú nuôi và cả máy ấp, cho nên là chim non của em lúc nào cũng sẵn. Lúc nào cũng sẵn chim non phục vụ anh em. Chim vú mẹ của em có khoảng gần 100 cặp. Lần này em đang tăng thêm. Đây, đây các bác này, em đang dùng máy ấp. Đây. Thực tế luôn. Đấy, chuyên ấp trứng cụ ta ở Thái Lan. Nở đến đâu là bọn em ơi. Bón tay và chuyển sang cho vú. Nên là chim non Việt Nam lúc nào cũng ra ổn định. Nào ổn định chim non cho anh em đam mê. Hiện tại em đang tăng thêm đàn, tăng thêm ikuta bố mẹ nữa, đang tăng thêm đây. Tăng thêm và mở rộng, dự kiến đầu xuân khoảng lên khoảng 200-300 cặp nữa. Để làm sao mà có chim non cung cấp cho anh em đam mê, cố gắng cung cấp chim non cho anh em. Đây em đang ghép này. Này mới bắt đầu thả vào con đực đang đánh mái. Để anh em cần cái hàng chim gì thì alo em nhé. Địa chỉ là xóm chùa thôn Dương, xã Yên Dương, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Số điện thoại là 0397787732. Em tên là Sơn. Xin chào, hẹn anh em clip tiếp theo nhé. Em đi cho chim non ăn.